Mưa rồi mưa, quý vị chú ơi. Mưa mà ăn bún cá rất là ngon luôn đó nha mọi người. Ừ. Nóng nóng rất là ngon. Cái chỗ con này con liêu má rất là ngon. Đây bỏ hành ngâm vô. Anh không ăn hành hả? Không, ăn giá thôi. Anh Bin ăn hành sợ anh hôi nách á. Anh Bin không dám ăn đâu quý vị. Anh Bin kỹ tính dữ lắm. Mời cả nhà. Hello mọi người, hôm nay Bin dắt Trâm đi ăn bún cá bà cô Liên nha mọi người ở đường Quang Trung. Nhưng mà giờ tìm không thấy nè, ở đâu ta? Ủa? Diễn giả Trâm. Bây giờ biết ăn giả cho tới một cái Trâm biết sò. Hôm nay Bin và Trâm thì đang bún cá tại đường Quang Trung bún bún cô Liên nha mọi người. Mọi người cùng Trâm với Bin vô khám phá. Thật sự là quá chán luôn, quá chán đồng đội luôn quý vị. Năm người hẹn nhau đi ăn mà cuối cùng bây giờ còn có hai người thôi đó. Thôi giờ ngày hôm nay Bin sẽ dẫn Trâm đi ăn một cái quán. Bin nói là ngày hôm nay mình đi ăn ăn khô nhiều rồi, bây giờ mình sẽ ăn nước bún cá nha mọi người. Bún cá ngon à? Ngon, em ngon. Em rất là thích ăn bún cá. Đây, hello cô. Hello, hello xin cô. Xin chào cô. Đây. Cô là cô Liên hả? Ừ, thấy quen lắm, rất là quen. Dạ yeah. À, cô nói là thấy Trâm quen quá, rất là quen. Rồi, đây là bún cá đây. Cô một bún cá là thường thường bao nhiêu tiền cô? Là 30 ngàn một tô, cá ngừ là 40 ngàn, 45 ngàn, cá ngừ 50 ngàn, cái này nó có bộ giá. Đây là cá... Điện thoại, để lấy điện thoại anh. Rất là ngon nha mọi người. Khách rất là đông. Trời ơi, giờ này cô đang bán đông lắm mà vô làm phiền cô nè. Ừ, giờ này khách đông lắm quý vị ơi. Đây quay đây. Một cái quán đây, đây là bún cá này. Một... Đó, chị là treo một cái tấm bạc như thế này thôi. Mà rất là đông rồi. Đang mưa á. Nhưng mà rất là ngon. Mà mình chưa ăn nhưng mà mình nghe giới thiệu quá rồi. Nhìn cái nữa. Giờ cô đang bận quá, cô không kịp chào quý khán giả luôn á. Cô chào khán giả cái cho cô. Chào cô Liên. Đây, đây là cá tươi nè mọi người. Đây cá tươi vậy rất là ngon. Ôi. Đây đó là cô nấu tới đâu là bán tới đó luôn hả cô? Cô kêu lại này nhiều lắm nhưng mà tại vì mình ra trễ quá nên cô bán hết rồi. Còn cái này là nước cá, đây là nước cá luôn rồi quý vị, ngon quá ha. À, em muốn ăn nguyên một khứa cá luôn. Đúng rồi, mình ăn cái kia mà ăn cái này riêng. Đúng người ta rồi. Sẽ cho mình cái riêng, hiểu không? Đây là còn đây là rau nè mọi người. Ở Quảng Ngãi lúc nào cũng ăn cũng có rau nha. Ở quê mình, ở quê Quảng Ngãi lúc nào cũng có rau này. Đó, thấy chưa, nhiệt tình dễ sợ. Hốt rau lên rồi quay kìa. Hốt rau gì nữa cô? Đó, rau cho nhiều quá. Quay cho nhiều đó. Trời ơi, dễ thương chưa? Cô bán bao nhiêu lâu rồi cô? Cô bán bao nhiêu năm rồi cô Liên? Hai mươi mấy năm. Hai mươi mấy năm rồi. Rất là ngon nha mọi người. Cô đổ rau nó ngon kìa. Đó. Rồi. À, bây giờ mình chỉ quay xương xương thôi nha quý vị, tại vì rất là đông. Buổi tối khách đông lắm, giờ này mọi người đang chờ quá trời luôn. Mình vô đây mình lộn xộn xì bằng hết là không cho cô bán được á. À, bây giờ kêu cô lấy cho con hai tô. Hai tô bình thường với một cá lát Liên nha cô. Đây cho thêm một lon con người. Dạ, ok. Giờ này là giờ cao điểm, khách đang rất là đông. Rồi xong bây giờ mình ra bàn mà chờ đi. Ủa? Quán này rất là đông nha mọi người. Thôi. Mình đi mình mất chỗ rồi. Thôi ăn đi cô. Mình chờ một xíu nha mọi người, đang trong thời gian chờ là mà. Rồi thôi, bây giờ ngồi xuống đây chờ. Ngồi xuống luôn. Đây. Tôi bán cho con đi cô ơi. Nồi cái này. Mà Quảng Ngãi đang mưa phùng phùng nha mọi người. Mà ăn bún cá nóng hơi bị ngon luôn á. Đúng. Đúng không? Rất là ngon luôn. Đây là bán ngoài đường. Là, hồi nãy là đáng lẽ cái bàn này là mình vô mình xí rồi. Mà tại vì đứng lên đi quay trơn, không nghe ngồi xí bàn nữa. Cái đi quay là cái khách vô mất tiêu.
không sao kệ, để cho mấy cô ngồi đi. Mình đứng mình chờ một xíu cũng không sao. Bán ngoài đường nhưng mà đông kinh khủng nha mọi người. Ừ. Đông từ những lúc mình có sáng kiến là mình nên thiết nghĩ là cô nên thuê thêm một cái dãy trong đây nữa. Đây là thanh tra không phải cho quay nhưng không phải cho bán nha mọi người ơi, sợ công an nha. Đi qua phụ cô đi. Anh đầy đủ nha cô. Để con phụ cho, giọng con to lắm. Để đem về hả cô? Cái đây một nồi nước, đây là nồi nữa. Mới bán hết một nồi hả cô? Bao nhiêu cô? To lắm này, cái nồi to lắm. Nào đưa tiền rồi. Bớt nặng lặng lặng. Dạ. Một tô đủ cái ngư. Trời ơi, bán một lần mấy thôi, mấy thôi, mấy cái nồi nước như vậy là mọi người biết bao nhiêu là tô. Anh đưa đúng rồi. Đây, để cho cô bán. Tô đúng rồi đây. Ồ, quá trời được. Rất là ngon ha, coi là nướng rất là nóng luôn. Cho anh, cho múc múc anh 25 ngàn cháp đi. 25 ngàn chả hấp cô. Cái đó là chả hấp ạ. Chả hấp. Chả cá luôn à cô. Chả hấp vậy chứ. Đâu chị? Đuôi còn không đi. Rất là ngon, rất là đông nha mọi người ơi. Người ta thấy rồi, người ta thấy đông rồi, nó đông hoài. Nhưng mà mình để là xin làm phục vụ được không? Cô có cần người phục vụ không cô? Quay cận em, tôi kêu quay cận nha. Trời ơi, ngon ha. Trời ơi. Đó, bỏ như vậy đó. Nè, kêu. Bỏ gì là nóng chả lên nè. Rồi đèn vô rồi đi. Đó. Coi bàn tay danh nhẹn của cô ấy nè. Nãy giờ vô 6 phút rồi mà mình còn chưa có đồ ăn nha quý vị, thông cảm cho cô nha. Đó. Bây giờ cô... Tụi mình chưa có bàn nha mọi người, mình vẫn còn người ngủ ngoài đường vẫn chưa có bàn. Cô làm mấy bịch tim về. Một ngày bán bao nhiêu ký bún cô? 50 ký, 60 ký bún. Trời ơi, ngon quá. Mưa luôn. Trời ơi, quá nhiều rồi. Ê, đây là trộn bún nè. Bên nhiệt tình ghê, không cái chi tiết dễ sợ. Ngồi chờ đi. À có bạn rồi nè, vô đây vô. Vô đây ngồi. Đi dọn tô luôn, đi dọn tô luôn. Dọn cho. Rồi dính tay đó. Rồi không sao. Rồi chờ. Còn lại con chứ. Có con là heo tô bún bình thường, một miếng cá đen ngoài. Ok, mở xe ra để nắng cái đùi. Đấy nào, cô mới làm cho mình. Rồi em ngồi lên luôn đi. Rồi cô làm. Bây giờ của con phải không? Chưa tới con luôn hả? Đây, chị mượn cái tắt đèn đi kìa. Cho em một cái thố ớt tỏi đó chú. Cho con nghe tô bình thường với là một cước cá. Pin nó bụng cho pin. Ngon lắm mọi người, đang đói bụng. Đây trời là... mưa nữa. Đây tí nữa mình bỏ cái tô riêng mà ăn cá đó. Cục kịch. Đây nè, đặc sản Quảng Ngãi nè mọi người. Hành tím ngâm. Ớt nè. Ớt ngâm. Mắm ruốc nè. Rồi chuẩn bị làm cho mình nè quý vị. Đây cô làm cho mình nè. Tô bình thường cô. Bột
mình đang phong trang điểm. Thôi nước tiểu ăn sao nha. Heo tô bình thường. Heo tô bình thường như là một cước cá đi ở ngoài. Này cô đang làm cho mình trong bún đi trụng hả? Đó. Cô coi phim ngon không cô? Cảm ơn chú. Làm nhanh quá, không bay không kịp luôn á. Đây quý vị. Nhà tô này của con phải không? Để con tự bưng luôn coi. Dạ. Dạ 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 được chị. Nhà tô của con phải không? Nhà tô con phải không? Mẹ Vin. Con còn một cước cá nữa chụp cô ơi. Chụp hình đi em. Chụp, lấy điện thoại anh chụp hình. Để bưng cái ké cái chụp hình. Nữa. Gì mà câu like. Ghét nha. Tự nhiên kêu câu like. Con thì còn gì câu like nữa. Ủa nghe nha. Ngon chưa đúng không? Nhức nách chưa? Nghe kêu. Nhưng mà phải rọi đèn á chứ bị tối á. À, Bin qua đây luôn đi. Bin qua đây ngồi với em nè. Cái ghế có ngồi nữa không ạ? À? Alo. Bây giờ mình sẽ làm cái gì vậy? Đưa điện thoại cho em mượn. Nghe, nghe. Xe máy, xe máy. Lấy một cái chén gần lại với em được sao ạ? Gắp hành. Đây nè, để dựa vô đây nè. Để dựa vô đây nè. Đúng rồi, cho nó sáng nghe mình, đúng rồi. Nữa không? Mình đi ăn buổi tối thêm mà. Cái nữa không? Có luôn hả? Để chụp cho em mượn một cái, chụp hình đi. Đây. Chị chụp cái kia đi. Đây, cái chén mình. Mấy cái này được lắm. Bỏ bỏ gì cô? Đây đây anh dầm cho em rồi đây đây đây, đây 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 đây. À mình chấm chấm cái ké đây. Dạ. Rồi một dĩa rau nữa nè. Đó là giá trùng đó nè mọi người. Cô rất là chu đáo luôn. Đây trời ơi. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Đi ngồi đâu? Đi ngồi đâu? Tại đấy nó hay chụp đi. Là mình ngồi chỗ này nó hơi bị tối quý vị, mà chỗ này chỗ nào nó cũng tối vậy. Em bên camera bình thường. Cắt quay hay. Cắt quay. Mưa. Lấy lấy cắt lên đồ ơi. Tái đồ đưa chờ. Mình xin lấy đồ ăn một món nè. Có bị quá của ăn không? Đây phải không? Rồi. Ok. Rồi. Mời cả nhà, mời cả nhà. Hồi nó quay phim hay sao nha. Dẹp mất cái bớt mấy hũ này ra nè, trời ơi. Mấy hũ ớt rồi đây nhiều. Củ hành nữa nè. Cái này là ớt sa tế. Vô cận nè em. Ra một miếng ớt sa tế vô nha. Đó, mình hai cái đèn pin luôn. Là nó sáng rồi đó. Đây. Xong rồi mình cho một nặng một miếng chanh vô. Về đây ăn quá trời ăn luôn. Xích vô một xíu. Mưa. Mưa không? Mưa rồi quý vị ơi. Mưa mà ăn bún cá rất là ngon luôn đó nha mọi người. Ừ. Nóng nóng rất là ngon. Cái chỗ con này con liêu mắm rất là ngon. Đây bỏ hành ngâm vô. Anh không ăn hành hả? Không, ăn giá thôi. Anh Bin ăn hành sợ anh hôi nách á. Anh Bin không dám ăn đó quý vị. Em Bin kỹ tính dữ lắm. Mời cả nhà. Xúc giác. Ngon. Ngon, sạch sẽ ngon mọi người. Ngon lắm quý vị. Đây nè. Đây là chả cá nè, chiên lên rồi nè. Có chả cá chưa không? Đây là chả cá hấp nè mọi người. Hấp khác chiên khác nha mọi người.
tấm nước mắm chua cay ngon quá. Này, bỏ rau vô nữa mới đúng bè. Cái dĩa rau ngon quá ha. Kiểu này về quê mà đi ăn quay ẩm thực ngày hoài chắc mập hết chết luôn á. Dạ con, ngày mai con quay, con quay chương trình ở đây xong rồi ngày mốt con mới vô. Ngày mai con quay cho HTV con. Dạ. Dạ chị anh định xuống mua trước đó. Cái đàn bà đó, lúc mà cô chuẩn bị á, trời ơi đã lắm. Mấy giờ cô chuẩn bị? 6 giờ là cô kêu là tới đây là cá rất là nhiều luôn. Ngon quá mọi người ơi. Cá này ngon. Rất là tươi luôn. Ngon lắm cô. Cái vậy em, cá tươi á là thường là khi mình nấu á mấy cái cục cục của cái này nè, nó nổi lên á. Cá nó tươi. Không chỉ là tôi có nè. Đây là gọi là cá người. À, có bán lụp xụp như thế này thôi nhưng mà bán rất là ngon và đông khách. Rất là đông luôn, đông mà từ chiều tối mà tới khuya á. Tấp lúc nào cũng tấp nập, em cứ nhìn đây. Bán tuy là ở ngoài phía hè vậy thôi nhưng mà đầy đủ các món gia vị luôn. Sạch hành nè, ớt nè, rồi rau té nè, mắm nè, chanh nè. Nói chung rất là sạch sẽ. Diễn viên ăn nhiều lắm hả cô? Diễn viên nào vậy cô? Cô nói là ở đây diễn viên rồi qua ăn nhiều lắm. Chắc mình là một trong những số đó nữa. Cá tái cục còn toàn ghê ghê luôn á. Cá dai là cá ngon nha em. Cá mà dai nó mới ngon. Đúng rồi. Người ta đánh ra cho nó dài. Rau sống mà có bắp chuối ngon quá ha. Cô biết tâm, cô biết tâm giữa nước nó nướng bắp ngon quá. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi chú. Chào bạn cô. Dạ dạ. Cái đâu vậy? Trời ơi. Dạ. Dạ. Gần hết rồi nè. Ngày mai là Tâm sẽ quay ở đoàn của Tâm sẽ quay ở gì? Do ăn nghĩa hồi á mọi người. Con ở Đức Phổ à? Dạ. Mai lịch trình là quay ở Do ăn nghĩa hồi, nghĩa phú á mọi người. Do ăn bà hoa. Ở nghĩa hồi. Do ăn bà hoa ở nghĩa hồi. Mai em quay chương trình á. Dạ con quay bà Hoa vậy á. Bà Hoa. Cái này là bên chương trình HTV, bên đó người ta chọn quán với con không được chọn. Ngày mai quay bên đó có anh Lê Dương Bảo Lâm với Sông Luân nữa. Vui lắm mọi người. Được về quê quay vui lắm thiệt. Chương trình nào mà mời Trâm về quán nghẽ quay là Trâm đi hết á. Thích nhất, thứ nhất là được gặp bạn bè, thứ hai được ăn rất là nhiều món ở quê rất là ngon đúng không? Được về thăm nhà, được gặp mẹ tính nữa. Được về hết. Chương trình thôi mời. Chương trình ai luôn nói là ngày đó mời về quán nghệ. Nhận lời liền. Không cần biết cách xe bao nhiêu. Không mà thiệt cứ bình thường trong đường quê trong có đi gần ai gần hết rồi nha mọi người, ăn rất là nhanh. Nhưng mà mình đi thi á, mình lúc nào mình cũng thắng hết à. Chú ăn luôn á. Ngon á, đúng là trời mưa lạnh lạnh á, ăn miếng
bún cá ngừ nóng ngon. Quảng Ngãi tự nhiên hôm nay có mưa mọi người, mưa phùn. Anh ăn cái cá này đi, ăn ngon nè. Cá tươi ngon ghê luôn á. Ngày mẹ ta mới về nhà mẹ tính quý vị ạ, mẹ qua quay xong ra mới về mẹ tính. Chiều có mới quay về. Đây là lần đầu tiên anh Song Quân với lại anh Lê Dương Bảo Lâm sẽ ra quê của Trâm. Trâm quyết định là một hồi nữa Trâm sẽ đi mua một vài món đặc sản để mà ngày mai Trâm tặng cho anh Song Quân với lại anh Lê Dương Bảo Lâm. Đây một món quà nhỏ của mình thôi. Đây là tự mình tự tặng á. Dạ mai quay ở quán do ông bà Hoa Nghĩa Hòa Nghĩa gì á. Dạ. Ghê hả? Không. Ngày mai em quay đó không? Rồi biết đầu về là cầu Thịt Bích. Xong rồi về cái quán gì nữa? Anh Minh ở đặt Phan Bùi Châu á, đặc sản Sông Trà á chị. Quán đặc sản Sông Trà, cái đó là bên chương trình người ta chọn á. Mẹ Trâm quay 3 điểm ở Quảng Nghĩa luôn. Điểm cuối cùng ở đâu Trâm chưa biết nữa. Điểm cuối cùng của anh Minh đặc biệt cá bóng Sông Trà. À, cá bóng Sông Trà. Đường Phan Bội Châu nha mọi người. Ngày mai sẽ có những cái trò chơi kiểu vận động á. Cho nên chết. Hết hồn không đâu hết. Ra ông kia. Trời ơi. Thôi xin chào cái khán giả nha, nhức dài quá rồi. Bye bye mọi người. Từ. Ai ăn bún cá ngừ thì ủng hộ cho cô Liên. Cô Liên ở 492 Quang Trung nha mọi người. 492 Quang Trung nha. Cô dễ thương, nhiệt tình lắm. Tại giờ nãy Trâm vô cách đông quá nên cô không có nói chuyện được nhiều với cô. Rồi. Chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Chào tất cả các bạn nha. Bye bye. Quay bún Liên à.